Ôi, hello anh chào quý anh chị nha. Đó, ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em một con siêu phẩm. Đó là Kia Carin 2010 nha. Đó, 2010 nha. Đó, xe thì được trang bị cấp số tự động nè. Đó, cấp số tự động nè. Đó, anh em dòm cái chỗ này là anh em yêu liền nè. Đó, thấy không? Cái chỗ này người ta chưa cậy lên, chứng tỏ con xe hợp số chưa hề động chạm nha anh em nha. Đó, chỗ đây á, mà hợp số có vấn đề hoặc là tắt máy là nó cậy cái này lên xong nó vừa nờ nó đẩy nha anh em nha. Đó, còn con này thì còn nguyên. Đó, nội thất thì cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Đó, được trang bị đầu hình nè. Đó, đầu hình cam lùi có luôn nha. Đấy, và con này. Đó, em tắt bớt âm thanh nha. Đó, đầu hình cam lùi. Chất xe thì chạy đúng 151.000 cây bao anh em tua. Đó, Kia Carin 2010. Đó, mà nó đẹp thế này nè. Anh em mình xem nè, vô lăng nè. Đó, em phải nói xạo cho nó đẹp hơn mấy con Innova 25 luôn á. Nó đẹp thế này nè. Đó, bên này nó mòn hơn bên đây một tí. Do thói quen từng người nha. Có người thì nắm vuốt bên này, còn có người thì vuốt bên này. Đó, xe thì rất là đẹp luôn. Hiện tại thì xe đang có mặt tại chợ ô tô Bình Dân Di An nha anh em nha. Đó, xe nè. Đó, chỗ này thì bỏ kính nè. Đấy, xe có cửa sổ trời sân rúp nè. Đấy, em bật xe bật đây nè. Con nó còn hoạt động không nha. Đó, mọi chức năng còn hoạt động tốt nha anh em nha. Đó, em đóng lại nha. Trần nỉ chưa bọc luôn, trần nỉ rất là sạch đẹp luôn nha anh em nha. Đó, thì xe thì đã được trang bị hai dàn điều hòa, đèn điều hòa trước và một dàn điều hòa sau nha. Xe con này máy lạnh cực kỳ sâu luôn, em mới mở một tí mà lạnh quá. Đó, thì xe mới lấy về em cho dọn dẹp xong, trong đây nó hơi dơ nè. Đó, xe thì cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy, còn đây tắp ly tắp lôi tí nữa em sẽ đi cho anh em xem nha. Xe thì hiện trạng đang cho nổ máy, em sẽ vào phòng capo cho anh em mình xem luôn nha. Đấy, em sẽ cho nổ máy rồi em sẽ đi cái phần nội thất cho anh em sau nha. Đó, hiện tại thì xe đang nổ máy và bật máy lạnh nha anh em nha. Đấy, xe màu xám lông chuột cực kỳ đẹp luôn. Đây, ốc capo rồi nè. Đó, keo chỉ capo zin luôn nha anh em nha. Đấy, con này em bán ra em bao cho anh em là máy móc zin nè, keo chỉ zin 100%, chưa có dấu vết va chạm hay động đậy nha. Đó, ốc máy về nè. Đó, xương sẩu còn nguyên luôn. Keo chỉ zin thì máy móc rồi thì chứng tỏ con xe nó sẽ không đâm đụng nha anh em nha. Đây, ốc lồng về nè. Đấy, máy cầu nè. Đó, máy thì nổ thì thầm luôn em nha. Đó, máy con này nổ thì thầm luôn. Đây, anh em có thể coi cái ốc trong máy không? Đó, cái ốc trong máy nó chưa ra luôn anh em nha. Đó, nắp vàng cò còn chưa ra luôn. Máy thì sạch sẽ. Đó, coi máy ốc trong máy nè. Dòm là yêu liền luôn. Máy thì nổ thì thầm luôn nha anh em nha. Máy không một tiếng động lẹ thì thầm luôn. Đó, anh chị em nào mua con này mua về chạy gia đình cũng được, mày kiếm thêm thu nhập chạy dịch vụ vẫn được nha. Đấy, con này được một cái đặc biệt là biển 4 số một chủ từ đầu 2779, hoàn tài lớn nha anh em nha. Đó, con này thì được trang bị là gương gập nè. Đấy, em bấm vô là gương gập nè. Đó, kính một chạm nè. Đó, gập ra nè. Đây là chỗ công tắc nè. Đó, gương gập nè. Đấy, rồi em sẽ bấm lên. Kia Carin 2010, số tự động. Đó, số tự động nha anh em nha. Đấy, nội thất con này thì zin từ hãng ra nha. Nó zin từ hãng là sao? Nó có mấy cái lỗ thoáng khí nè. Đó, mấy cái lỗ thoáng khí nè anh em nè. Đấy, và nách cửa con xe này cực kỳ đẹp luôn, chưa có dấu vết va chạm hay là động đậy của một cái cờ lê mà lết nha anh em nha. Đó, con này em bán ra em bao cam kết cho anh em là không đâm đụng này, không gặp nước nè. Keo chỉ nguyên zin 100%, nội thất thì sạch sẽ luôn. Anh em về sẵn dùng thôi nha, không làm một bất cứ một cái gì hết nha anh em nha. Đấy, rồi xe nè, anh em coi vân gai nè, không vân gai nó như xe mới luôn, vân sần nè, rồi phát là đau tay luôn, giống như gai chích nha anh em nha. Đó, đấy em lùi lại sau ra. Đây em bật lên nè. Anh em mình chờ tí đây em bật cái đây lên nha. Đó, ghế sau nè. Đây là hàng ghế sau nè. Đó, ghế da zin theo hãng. Hai dàn điều hòa nha anh em nha. Hai dàn điều hòa theo xe. Đó, nội thất thì vân gai cực kỳ dày luôn. Nội thất cực kỳ đẹp luôn nha. Màu đen đi trùng với táp ly rất là đẹp luôn nha. Đó, một con xe bán ra. Em sẽ bao cho anh em là máy móc. Là bao máy móc zin này, keo chỉ zin 100%. Đó, không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước nha anh em nha. Đấy, đây, bốn mâm đúc. Bên em mới cho làm lại nè. Nó hơi xấu theo thời gian.
bên em cho chạy CNC lại này, anh em mình xem này, nhìn cái mâm là yêu liền anh em. Đó, gầm bọng này, đấy, gầm bọng không hề mục mọc gì luôn. Đây anh em mình xem này, cho mấy hóc lớp này, không hề mục mọc nha anh em nha. Đó, Kia Carin 2010, số tự động, cửa sổ trời, xem chuẩn một chủ từ đầu, mang biển 43X2779. Đó, thằng tài lớn luôn nha. Đó, rồi em nói mức giá bán luôn nha. Em bán con này với giá là 286 triệu đồng nha anh em nha. 286 triệu đồng. Chỗ nào bán em không cần biết, anh em cứ chỗ nào mua rẻ vẫn được, cứ chụp hình gửi qua Zalo cho em, em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em mình, để tránh anh em mình mua, tránh những mua những con xe đâm đụng ngập nước hoặc là máy ra nha anh em nha. Còn em bán xe sale có sale nói vậy luôn, keo chỉ thì nguyên zin 100% nè. Đấy, ốc cabo chưa hẹ, cabo trước cabo sau chưa có dấu vết đâm đụng hay hẹ nha anh em nha. Đấy, đinh tán thì còn nguyên à. Anh em cứ mua bất cứ chỗ nào cũng được, cứ cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Đó, nếu mà phát hiện đâm đụng ngập nước thì trả xe và hoàn đủ số tiền mua xe thì anh em mua vẫn được. Còn bên em bán xe tùy theo chất lượng của xe nha anh em nha. Đó, đây em xe xuống phần gầm cho anh em mình xem nha. Đây, đây là phần gầm của xe nè. Đó, bồ này nó có hơi reset theo thời gian nè. Đó, xấu em quay luôn, cho phải em giấu giếm gì anh em nha. Đây, phần gầm nè. Đó, sạch sáng keng luôn, lớp dự phòng theo xe nè. Đấy, em bán chỉ có 286 triệu đồng nha anh em nha. 286 triệu đồng cho mẫu Kia Carin 2010 số tự động. Đó, xe thì được full lên full đồ chơi rồi, màn hình ốp đầy đủ luôn, bốn mâm sáng lón. Đấy, con người nó đẹp hay không, dòm vô cái chân nó có ghẻ hay không nè. Đó, mâm nè, sáng lón luôn, không có ghẻ không có gì nha anh em nha. Đấy, bốn thang đĩa ABS nè, gầm bọng thì không mục mọt một xíu gì mục mọt luôn anh em nha. Đấy, con này em bán ra, em nhắc lại một lần nữa cho anh em nha, xe chuẩn chỉ gia đình, một chủ từ đầu của anh bán dầu Petrolimax bên dầu khí ở ngoài Đà Nẵng. Đó, có tên có tuổi luôn, anh em cứ chết tít lên tên thù tuổi, không phải là cứ em muốn cứ lại đây nói em Tuấn thích gì em mua cho. Đấy, keo chỉ này anh em này. Đó, keo chỉ nó zin thế này mà. Đây, tí nữa em sẽ chứng minh là con xe này của anh bán dầu bán nhớt nha. Đó, xe chỉ đi gia đình trong thành phố thôi, xe thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, từng đường ron nè. Đấy, anh em xem mấy cái nách cửa nè, có dấu mở hay chưa nha. Đó, cứ lên đây, cầm xe chạy thử nha. Đó, mình bỏ đồng tiền ra, mình chạy cái xe thử coi nó có ngon hay không, lốp láp nó có ngon hay không, và mâm nó có đẹp hay không. Đấy, đây, dòm cái bộ mâm nè, dòm cái bộ mâm là thấy ghiền liền anh em à. Nó sáng gì đâu á, giống như gái 18 mà chân không có ghẻ vậy luôn. Đó, đây, anh em mình xem nè, keo chỉ nè, keo chỉ nó rim thế này, này băng gai nè. Đó, một con Kia Carin 2010 mà nó đẹp thế này nè anh em à. Đó, chỉ có 286 triệu đồng nha. Đó, con đây thì đăng kiểm còn dài, tới tháng 9/2022 nè. Đó, tất cả các xe em bán ra em đều bao rút hồ sơ cho anh em nha. Anh em nào không rút hồ sơ, muốn công chứng ủy quyền đi, em sẽ bớt tiền cho anh em ngay 2 triệu đồng nha anh em nha. Đó, đó, một vòng của xe nè, xe thì sáng lón luôn, đẹp cực kỳ luôn. Đó, xe thì mới bát bóng đồ xong, dọn rửa xong, nhớt thì cũng mới thay xong. Đó, còn em bán xe ra máy thì em bảo hành cho anh em là 1 năm. Đấy, anh em nào thích mẫu xe này thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em là 0904804567 nha. Đó, cứ 4567 anh em gọi bất cứ lúc nào cũng có giá tốt hết. Đấy, đây anh em mình xem cái xe nó có đẹp hay không nha. Đó, em đi một vòng lại nè. Rồi, em chào anh em luôn nha.